Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em tới câu số 10 đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở bắt đầu từ câu số 11 em nhé. Rồi. Đây sang câu số 11. Kính lúp là dụng cụ dùng để để làm gì? Kính lúp là loại thấu kính gì? Tiêu cự của kính lúp có đặc điểm là gì? Như vậy thì ở đây người ta hỏi em ba ý. Kính lúp thì chúng ta được học, cũng được sờ và cũng được quan sát rồi à, thì ở đây các em thấy là kính lúp là dụng cụ để quan sát các cái vật to hay nhỏ em, đó chính là vật nhỏ đúng không nào. Các em ghi thầy là kính lúp là dụng cụ dùng để quan sát các vật nhỏ, được chưa nào. Tiếp, kính lúp là loại thấu kính gì? Thì kính lúp đó chính là loại thấu kính gì? Hội tụ hay là phân kỳ? Đó chính là hội tụ, được chưa nào. Kính lúp là loại thấu kính hội tụ. Người ta hỏi tiếp là tiêu cự của kính lúp có đặc điểm gì? Tiêu cự của kính lúp nó không được dài hơn bao nhiêu em? Đó chính là không được dài hơn 25 cm, được chưa nào. Tiêu cự của kính lúp không được dài hơn 25 cm. Ok, ta đi sang câu 12 em nhé. Câu 12, ta đi sang câu 12 em. Hãy nêu một số ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng. Hai ví dụ về cách tạo ra ánh sáng đỏ. Cái này chúng ta cũng đã vừa học xong ha. Thì cái ví dụ về nguồn phát sáng ánh sáng trắng thì em thấy ví dụ như rất là nhiều, như mặt trời này ha, đèn điện hay là đèn ống đúng không nào. Chúng ta ghi thầy nguồn phát ra ánh sáng trắng, ví dụ như là mặt trời hoặc là đèn điện hoặc là đèn ống vân vân. Người ta yêu cầu các em là lấy hai cái ví dụ về cách tạo ra ánh sáng đỏ. Thì ánh sáng đỏ thì chúng ta có thể qua cái chiếu ánh sáng trắng qua cái tấm lọc gì các em, đó chính là cái tấm lọc màu đỏ, ví dụ như là cái đèn led, cái đèn led màu đỏ hoặc là bút laser nó phát ra cái ánh sáng màu đỏ ha. Em ghi thầy đây là cách tạo ra ánh sáng đỏ, ví dụ như là đây là đèn led đỏ nè, hoặc là chiếu cái ánh sáng trắng qua cái tấm lọc màu đỏ, ví dụ như đèn xi nhan của ô tô hoặc là của xe máy chẳng hạn, hoặc là cái màu vàng, cái đế xi nhan là màu vàng, nhưng mà cái đèn là chiếu cái đèn hậu đèo ở phía sau đèn thắng lại em à, hoặc là cái bút là gì không à, phát ra ánh sáng đỏ, được chưa. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu 13 các em nhé. Câu 13 các em. Làm thế nào để biết trong cái chùm sáng do một đèn ống phát ra có những ánh sáng màu nào à? Thì chúng ta được học cái cách phân tích cái chùm sáng trắng rồi, ánh sáng trắng. Đó chính là chúng ta sử dụng hai cái gì các em? Thứ nhất đó chính là gì? Đó chính là lăng kính, đúng không? Thứ hai đó chính là cái đĩa gì? Đĩa CD. Ok đó. Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là chúng ta sẽ chiếu cái chùm sáng phát ra từ đèn ống
tính một cái lăng kính hay là cái mặt ghi của một cái đĩa CD. Thế này được học rồi đúng không nào? Thì lăng kính và cái đĩa CD lúc này sẽ làm nhiệm vụ phân tích phân tích cái chùm sáng tới thành các cái thành phần khác nhau, thành phần màu khác nhau, đúng chưa nào? Đó chính là người ta sử dụng lăng kính với lại là cái mặt ghi của một cái đĩa CD để chúng ta phân tích cái chùm sáng đó có phải là chùm sáng trắng hay là chùm sáng màu đỏ, màu xanh, màu tím. 7 gam màu chúng ta được học rồi. Ok, ta đi sang cái câu 14 em nha. Ta đi sang câu 14 em. Làm thế nào để trộn hai ánh sáng có màu khác nhau? Thì ở đây chúng ta học và chúng ta đã được biết, ta chiếu hai cái chùm sáng màu vào cùng một cái chỗ ở trên một cái màn ảnh trắng, hoặc là hai cái chùm sáng đó đi theo cùng một gì, một phương vào mắt. Thì khi mà các em nhìn vào trong mắt của mình á, mà thấy màu nào thì đó chính là cái màu trộn của hai cái ánh sáng màu đó. Các em hiểu chưa nào? Sau khi trộn, màu của ánh sáng thu được có phải là một trong hai màu ban đầu hay không? Thì sau khi trộn thì màu của ánh sáng thu được nó có phải không em? Không phải, nó không phải là một trong hai màu ban đầu, mà kết quả chúng ta thu được đó là một cái ánh sáng có màu khác, màu khác so với màu mà hai ánh sáng ban đầu, chứ không, nó không giống em. Nó tại vì nó đã trộn lại rồi mà, không nào? Như vậy ở đây chúng ta trả lời hai ý không? Đầu tiên ta chiếu hai cái chùm sáng màu vào cùng một chỗ trên mặt một cái màn ảnh trắng nào, hoặc cho hai cái chùm sáng đó đi theo cùng một gì, cùng một phương vào mắt, được chưa nào? Rồi sau khi trộn thì các em ghi thầy là sau khi trộn thì màu của ánh sáng thu được không phải là một trong hai màu ban đầu, mà cái kết quả ta thu được một ánh sáng có màu khác với gì em? Khác với màu của hai ánh sáng ban đầu. Được chưa? Ta đi sang câu 15 em nhé. Câu 15. Ok. Ta sang câu 15 em. Chiếu ánh sáng đỏ vào một tờ giấy trắng, ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì? Các em trả lời luôn chỗ này luôn. Thì cái tờ giấy sẽ có màu gì em? Chắc chắn sẽ có màu đỏ. Được chưa? Rồi. Nếu thay tờ giấy
Nếu thay bằng tờ giấy xanh, ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì? Thì chiếu ánh sáng đỏ vào một tờ giấy màu trắng á, thì ta sẽ thấy tờ giấy có màu màu đỏ. Nếu thay tờ giấy màu xanh, nghĩa là chúng ta thay cái tờ giấy trắng này bằng tờ giấy màu xanh, thì ta sẽ thấy tờ giấy có màu gì? Đó chính là tờ giấy sẽ có màu gì? Có màu màu đen. À, gần như có màu đen em nha. Nhưng mà các em ghi thầy ở đây là gần như có màu đen. Cái tờ giấy nha. Thì chính là hiện tượng tán xạ ha. Tán xạ. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng ở trong clip hôm nay, đó chính là câu 10, 16 em nha. Câu 16 em. Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào các ruộng muối rồi phơi nắng. Cái này thầy nhà ngoại thầy đã làm rồi, thầy đã thấy được điều đó rồi nè. Thấy trực tiếp luôn em, và trực tiếp cào muối luôn á. À, cào muối với ngoại luôn. Người ta đã sử dụng các cái tác dụng gì của ánh sáng? Chúng ta được học ba tác dụng của ánh sáng, ta đã biết rồi. Thì đó chính là ta sử dụng cái tác dụng gì các em? Đó chính là tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời không nè. Thì các em ghi thầy là người làm muối đã sử dụng cái tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời không? Tác dụng này gây ra hiện tượng gì ở nước biển? Thì tác dụng này nó gây ra hiện tượng đó chính là bay hơi ở nước biển ha. Tác dụng này gây ra hiện tượng bay hơi ở nước biển. Được chưa? Rồi, ok. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nha. Bye bye em. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái phần 2 là phần vận dụng em nha. Ok, bye bye em.